Mến chào tất cả các bạn đã đến với chương trình MMC News. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ năm hàng tuần trên fanpage của MMC. Đến với chương trình hôm nay, chúng ta hãy điểm qua một số tin chính như sau. Shopee sở hữu lượng truy cập lớn nhất trên toàn khu vực Đông Nam Á sau 3 năm. Covid-19 châm ngòi cho một cuộc chiến mới mang tên thực phẩm tươi sống. TikTok tiếp tục làm rung chuyển cục diện các kênh social media hiện tại. Coca-Cola cắt giảm chi tiêu quảng cáo toàn cầu, tạm ngừng các chiến dịch truyền thông quy mô lớn. Sau 3 năm, Shopee từ vị trí bét bảng đã vươn lên trở thành hãng bán lẻ sở hữu lượng truy cập lớn nhất trên toàn khu vực Đông Nam Á. Dữ liệu từ nền tảng so sánh iPrice chỉ ra rằng hai hãng bán lẻ trực tuyến có trụ sở tại Singapore là Shopee và Lazada đang chiếm tới 60% lượng truy cập vào các trang thương mại điện tử trong tháng 3, kết thúc vào tháng 12 năm 2019. Năm ngoái, Shopee đã có một ngày mua sắm siêu giảm giá thành công rực rỡ khi sử dụng ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo làm đại sứ thương hiệu. Edwin Koh, giám đốc nội dung số khu vực Đông Nam Á tại nhà cung cấp giải pháp truyền thông kỹ thuật số Lamlai cho biết, điều thực sự có thể mang lại lợi thế cho các nhà bán lẻ điện tử trong công cuộc tìm kiếm sự thống trị chính là trải nghiệm mua sắm trực tuyến khi người tiêu dùng tìm kiếm sản phẩm, không bị tụt lại phía sau. Cách đây không lâu, trả lời phỏng vấn VTV, đại diện Lotte Mart Việt Nam cho biết, hiện nay không có nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử tham gia vào ngành hàng tươi sống. Chúng tôi hiện đã và đang vận hành tốt lĩnh vực này, đây là lợi thế cạnh tranh lớn của Lotte Mart. Tuy nhiên, thế trận đã thay đổi rất nhanh trong 2 tháng qua. Các nhóm doanh nghiệp khác đua nhau mọi dịch vụ này. Nhóm bán lẻ đa ngành có Bách Hóa Xanh của Thế Giới Di Động, nhóm nền tảng gọi xe công nghệ có Grab Now tung dịch vụ đi chợ hộ, nhóm thương mại điện tử có Lazada cũng vừa quyết định nhảy vào cuộc đua với khẳng định không phải làm là theo phong trào. Tại chuỗi Bách Hóa Xanh, trong dịch, lượng đơn hàng online trung bình mỗi ngày có thể lên đến 5.000 đơn hàng, tăng 50% so với trước kia. Tuy nhiên, từ đây cũng lộ ra những hạn chế trong việc quản trị chuỗi cung ứng giao vận, gặp tình trạng hụt hàng hoặc hàng chưa đáp ứng được nhu cầu của khách. Theo thống kê, nửa đầu năm 2020, TikTok là ứng dụng được cài đặt nhiều nhất vào quý 1, 800 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Những nền tảng khác như Facebook, Instagram hay YouTube, bạn dễ dàng bắt gặp thấy những nội dung được share từ TikTok. Tuy nhiên, TikTok đang có xu hướng chậm lại theo hàng quý. Sự cạnh tranh về mặt tính năng đang dần đe dọa TikTok. Nike sử dụng kết hợp influencer, sáng tạo và TikTok để thu lại hơn 46.000 lượt phản hồi video từ chiến dịch. Nike biết rằng phụ nữ trẻ ở Ý phải đối mặt với những thách thức và định kiến, họ không được xem, ăn mừng hoặc thậm chí chơi thể thao. Nike sử dụng các influencer TikTok và kết hợp với các vận động viên để thực hiện các đoạn clip nhảy thể thao và khuyến khích nhóm đối tượng khách hàng tương tác qua TikTok. Công ty Coca-Cola đang tìm cách khắc phục sự suy giảm do Covid-19 ở các cơ sở kinh doanh, nhà hàng bằng cách cắt giảm chi phí tiếp thị trên toàn cầu. Thương hiệu sẽ tạm ngừng chi tiêu cho hoạt động quảng cáo tại một số thị trường. Báo cáo của Coca-Cola cho thấy khối lượng tiêu thụ sản phẩm trên toàn cầu đã giảm 25% trong quý đầu năm 2020. Điều này chủ yếu do sự sụt giảm đáng kể trong hoạt động kinh doanh từ xa của họ, bao gồm các đơn đặt hàng từ các quán bar, nhà hàng, rạp chiếu phim, sân vận động và các đơn vị bán lẻ như cửa hàng tiện lợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyên mục MMC News tuần này. Hẹn gặp các bạn vào thứ Năm tuần sau tại fanpage hoặc kênh YouTube của MMC nhé.